trưa à, nay những đức à, kể những câu chuyện à, về mặt tâm linh với vị nghe thay đổi chút xíu có những câu chuyện à, khi những đức nghe à, hòa thượng tình không ngày giảng à, những câu chuyện về mặt tâm linh hay lắm với vị cũng như câu chuyện à, hòa thượng ngày kể à, có một người này thì, à, niệm phật rất là tinh tăng có thể đêm hôm đồ... Cô niệm Phật suốt. À, có một lần nọ... Bằng đêm... mà Khi cô niệm Phật... À, thì cảnh giới của... À, quỷ thần đến. Giống như đến họ... Khiêu chiến. Ừ. Thì bắt đầu cô... À, cứ tiếp tục cô niệm Phật. Khi cô... À, niệm có lực lên thì họ tránh xa 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 ra à, nhưng khi cô niệm yếu yếu thì bắt đầu họ sát đến gần lại cứ như vậy mà giống như cô dụng công với những cảnh giới vậy luôn cuối cùng mà họ đến gần không được họ bỏ đi mà suốt mấy đêm liền như vậy cô cứ gặp những cảnh giới vậy đó mà cô cứ tiếp tục cô niệm phật cuối cùng thì những cảnh giới đó không đến Câu này đem câu chuyện kể cho đại lão và thượng định không nghe thì qua những câu chuyện gì thì vị biết rằng là khi mình trong gia đình mình niệm phật hoặc là để máy niệm phật trong nhà xuyên suốt sự lợi ích rất là lớn những cảnh giới không phải đến thì người ta nghe tiếng niệm phật hoặc là mình dụng công mình tu nếu như cái tâm ta không phải Người ta sẽ thử bỏ đi Giống như mình mà Khi ngủ mình gặp ác mộng Mình chỉ cần niệm lên câu Phật hiệu thôi Là mình tỉnh dậy liền Cái này là rất rõ ràng Còn thí dụ như mình mà không niệm Phật được thì Giống như mình Bị người ta xô hoặc là bị người ta dược theo Mệt lắm Nhưng mà mình chỉ cần nhớ lại niệm Ai với Đạo Phật Thì tự nhiên tỉnh lại liền đó là chỗ rất rõ ràng một trăm Còn có một câu chuyện mà cũng qua thượng tình không ngày kể. À, người này đã từng thua kiện lúc chưa biết tu hành. À, hai người này thua kiện tức quá tự tử chết. Sau này vị này biết Phật pháp, biết rằng những việc đó tạo tội nghiệp trước. Nên người này dụng công tu tập Suốt cái chục năm Dụng công tu Thì một buổi trưa nọ Khi mà Ngủ trưa Thì thấy hai người mà đã từng Thua kiện mà tự tử chết Đến tìm Vị này trong mộng rất tỉnh táo Nghĩ rằng là quan gia đến đòi Thôi thiếu nợ thì trả phức cho rồi Trong tâm ông nghĩ gì thì hai người đến gần Thì ông hỏi rằng hai người đến đây có chuyện gì hay không Nói rằng là Chúng tôi đến Để nhờ ông siêu độ dùm Thì ông hỏi Siêu độ thì được Nhưng tôi không biết cách gì để siêu độ Thì Hai vị này nói rằng Chỉ cần ông chấp thuận Chấp nhận là được Tại vì ông này dụng công trong 10 năm Có công phu Có công phu tu hành thì ông này chỉ cần chấp nhận Thì hai cái linh quỷ đó Bước lên đầu gói ông Lên vai ông là được siêu thoát Đó là câu chuyện mà tôi không kể rất rõ ràng Thì vì biết rằng là Khi chúng ta mỗi ngày dụng công tu Mà có công phu là gì Có công phu là mình không có buồn giận Ai để trong tâm Có công phu là cái tâm mình thường an lạc Và khi mình gặp bất cứ một sự cố gì Chúng ta đều nói nghiệp chướng này của mình Mình nghiệp chướng này là của mình Vì nhớ kỹ nha khi chúng ta tu tập mà chúng ta có công phu là có nghĩa là mình ít bao giờ hờn trách người khác lắm mà đó là từ tâm thật lòng chứ không phải là nói bên ngoài miệng nghe nếu mình nói ngoài miệng mà tâm mình hờn trách là không có công phu mà mình phải thật lòng từ tâm mình là mình mình nghĩ đây là nghiệp chướng của mình giống như hòa thượng uh, sư đệ của hòa thượng ấy hiền là pháp sư hải khách ngày gặp bất cứ một sự trở ngại khó khăn gì và có lần mà À, ngày bệnh mà người ta bỏ Ngài đói cho Ngài chết luôn Khi mà Hòa thượng Ngài Hiền đến giúp Giúp cho Ngài Thì Ngài nói một câu rằng Nghiệp chướng của tôi nặng quá Có nghĩa là Ngài đều nói là nghiệp chướng của tôi rất nặng Thôi tôi trả vứt cho rồi đi Có nghĩa là mỗi lần Mà Ngài bị người ta áp bức gì Ngài đều nói một câu rằng Nghiệp chướng của tôi nặng quá Thôi đừng có trách người ta Nghiệp của tôi Ngài đều nói câu không? Quý vị đọc thử đi. Quý vị đọc thử mà có những công đoạn của Pháp Sư Hải Khánh đi. Và tự ngay hiền rồi đi. Các ngài đều nói câu là nghiệp chướng của tôi nặng quá. Họ để cho tôi trả phức cho rồi đi. Để tôi niệm Phật sanh cực lạc. Người ta giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng. Các ngài đều nói câu đó không đó quý vị? Còn chúng ta hoàn toàn khác nha quý vị. vị. Mình để ý mình nghe. Mình là mình sẽ không nói câu đó mà mình mình chống đối lại. Có nghĩa là một tí mình niệm Phật đó mình chống đối lại Nên bản thân mình chưa có công phu Cái công phu Là ngay chỗ là Tin nhân quả và thấy đây là nghiệp chướng của mình Cái này là cái rất quan trọng Mà cái đó là cái Siêu độ cho người thân mình đó quý vị Siêu độ cho quan gia đó Siêu độ cho quan gia Siêu độ cho người thân bằng cái tâm đó đó Tại vì cái tâm đó là Là gọi là nó vượt qua phàm phu Nó vượt qua phàm phu rồi, Nên mới có khả năng siêu độ Nhớ kỹ chỗ này nghe quý vị Nếu như mà bây giờ mình mang một cái tâm mà hờn dặn hẳn trách Hoặc là mình nhờ một con người mà danh lợ cầu siêu Không Có Không có cửa nào cầu siêu được Thì, thì mình tụng kinh địa tạng Mình thấy bà la môn nữ qua một nữ Thì mình biết liền Người ta siêu độ cho người thân người ta bằng cái tâm gì Công phu Bà la môn nữ thì từ phạm phu trở thành bồ tát Thì siêu độ mẹ của của bà la môn nữ Lên cũng giờ đau lợi hưởng phước còn quan một nữ công phu thấp hơn thì giúp cho mẹ ra khỏi địa ngục tái sinh làm người mà chết yếu đó là từ công phu để siêu độ nên một người mà có thể siêu độ cho người đã chết thì người này thật sự phải có công phu nó giống như hòa thượng chí công đó ngày có công phu đó ngày siêu độ cho vợ của vua lương võ đế bà sanh linh cũng chờ nên từ nơi đó quý vị phải nhớ rằng cái siêu độ dù cho bao nhiêu người tu nhưng nếu mà không có công phu thì không siêu độ được. Dù cho làm một cái việc lớn cỡ nào cũng không siêu độ được. Siêu độ là phải từ công phu. Công phu tu tập mới siêu độ được cho người thân. Cái này rất là quan trọng. Bởi vì vì nhớ rằng là người tu hành của chúng ta khi mình đã tin nhân quả sâu sắc hoàn toàn thì quý vị phải nhớ, khi mình gặp một sự trở ngại gì, mình đều nói đây là nghiệp chứng của mình chúng ta chưa đạt trình độ này bởi vì phải nhớ cái nguồn gốc là ngay chỗ nghiệp chướng của mình gọi là nhân sinh nghiệp. Nhân sinh là chúng ta là tạo cái nhân, sinh ra cái nghiệp. Nên mình phải chấp nhận đây là nghiệp chướng của mình gọi là nhân sinh nghiệp. Khi mình phải chấp nhận điều đó thật sự là như vậy phải tự tâm thì lúc đó quý vị sẽ được sự an lạc vô cùng gọi là tiêu trừ nghiệp chướng. Còn nếu như chúng ta chống đối lại thì đó là nghiệp trước nó không tiêu trừ mà còn tăng thêm nghiệp trước nó không tiêu trừ nghiệp trước mà nó còn tăng thêm nghiệp trước. Mình nghĩ đi mình mình tu hoài là nghiệp trước mình cứ tăng thêm tiếp tục tiếp tục tiếp tục nó tăng thêm nó không tiêu trừ mà nó tăng thêm suốt luôn nó là do ngay cái tâm mình mà sanh ra nghiệp trước nên nhận đức nói rằng là nếu như mình tu hành mà mình chỉ chạy theo cái quyền ảo và thần thông thì chắc chắn là chúng ta sanh quả là chắc chắn luôn. Tại vì mình chỉ có ngưỡng mộ quyền ảo thần thông mà mình thì không chịu dụng công tu. Thì dù cho quý vị biết đạo nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ có tạo thêm nghiệp chứ và tương lai là đọ tam đồ. Tại vì mình không dụng tu. Chỉ chạy tới sự quyền ảo thôi. Và mê theo thần thông. Đây là cái rất nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm luôn đó nên từ nơi đó mà mỗi một người mình phải tự gieo nhăn thì mình gặt quả gieo nhăn nào gặt quả báo nấy à phải tin chỗ này 100% phần à, nó giống như thí dụ như câu chuyện mà nhà đức từng kể câu chuyện mà cái người này thường suy nghĩ về việc treo cổ tự tử ý niệm này nhất định về phải niệm phật để chuyển nghe cái niệm mà uống thuốc sâu tự tử cái niệm mà tự tử bằng nhiều cách ý niệm này quý vị phải nhất định niệm phật lễ phật đi chuyển xong ý niệm này nếu không là dính chắc chắn luôn mang ý niệm quý vị để ý đi cái người mà mang tâm niệm tự tử họ sẽ đi tự tử vì cái tâm niệm này nó là nhăn để dẫn dắt thành quả nên cái người này mang tâm niệm là treo cổ tự tử nhưng sau này người này biết được pháp môn niệm phật biết niệm phật quý vị một lần nọ ông ngủ Thì tự nhiên ông trong mộng Ông thấy ông đi đến một cái nơi Có hai người rủ ông đi đến chỗ này chơi Thì lỡ cái chỗ đó chơi cái Tự nhiên có một người liền sợi dây lên Người này nói bây giờ chúng ta chơi trò chơi, chơi Treo cổ tự tử rồi không? Người này tự nhiên đưa con cổ và sợi dây Kéo lên Le lử Chết tại chỗ tiếp tục người kia liền sợi dây lên Kêu người này Mày đưa cổ vô đi Mày tiếp tục tới mày Thì cái người này lúc này Cảm thấy cái trò chơi này không được rồi Thấy người kia treo cổ tự tử chết rõ ràng Mình bây giờ Mình đưa cái đầu vào là treo cổ tiếp tục Mình chết luôn thì sao Không được Nó không Trò chơi này tôi không chơi Tôi không chơi Tóc chạy Thì cái cảm giác chạy Thì tự nhiên cái người mà treo cổ tự tử chết kia Tự nhiên nó tỉnh lại Hai thằng nó dược theo Dược quá trời dược luôn Người này chạy quá trời chạy luôn Thì lúc này cái người này Nhớ là mình là người niệm Phật mà ta Thì niệm ai với Đà Phật Ai với Đà Phật Tỉnh dậy nếu như mà lúc đó mà không biết niệm Phật Mà lúc đó mà nó mê muội vào cái nghiệp Mà như nếu không biết niệm Phật nghe quý vị Tâm niệm tự tử đó đó nghe Mà lúc ti là trong mộng đó Nhưng nếu mà liền sợi dây lên Mà đưa cái đầu vào kéo lên Mà tự tử chơi trò chơi thiệt á Trò chơi đó ti là trong mộng nhưng mà nó thành thiệt Thì lúc đó là người này sẽ bị chết trong khi ngủ Tôi nghĩ là chết luôn Quý vị thấy có những người người ta ngủ Người ta chết luôn trong mùng Người ta đang ngủ xong sáng người ta chết luôn Là những cái giấc mộng Mà khi người ta đi bị chiêu cảm dẫn đi Và khi người ta dẫn đi và dẫn đi luôn là chết luôn Tại vì cái tâm niệm thường ngày nó quân tập Nên người mà tâm niệm mà uống thuốc sâu tự tử này Những cái tâm niệm treo cổ tự tử này Những cái tâm niệm mà nó cứ khơi chơi gì tự tử đó Phải bỏ liền Phải dùng công phu niệm Phật Phải quên cái tâm niệm đó liền Nhờ niệm Phật mà quên tâm niệm đó Mà quên tâm niệm đó thì nó mới chuyển nghiệp Còn giữ tâm niệm đó Thì nhất định quý vị sẽ dính Đừng có nói đùa được Quý vị biết rằng Một cái chai thuốc sâu Nó hôi cỡ nào chưa Con người ta nghe mùi dưới dưới gió Nghe mùi thì mình chịu không nổi Vậy mà tại sao con người uống thuốc sâu Uống cả chai thuốc sâu quý vị Là tại vì sao Vì tâm niệm tự tử nó quân tập Không phải đời này mà nhiều đời nhiều kiếp luôn nên khi người ta uống chai thuốc sâu đó thì cũng như mình uống một ly cà phê lúc mình uống nó 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 đồng nghiệp khi mình uống chai thuốc sâu là nó đồng nghiệp với cái quân tập nên khi mình uống chai thuốc sâu nó rất ngon riêng cái người đó là đủ duyên và quân tập thành 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 nghiệp thì uống chai thuốc sâu nó rất là ngon nên con người phải càng dùng tâm niệm phật này để nó chuyển cái nghiệp mà mình đã từng nghĩ những điều sai quay chuyển được gọi là niệm phật để chuyển nghiệp mà gọi là niệm vật mới hồng tiêu túc nghiệp đó chuyển được cái nghiệp này nên quý vị thấy có những người người ta uống thuốc sâu mà uống cả chai mà khi người ta đã buồn đến lúc mà cực điểm rồi thì tâm niệm người ta nghĩ là chết mới hết khổ thì tự nhiên người ta cầm chai thuốc sâu người ta uống cho thuốc sâu người ta nghĩ là chết mới hết khổ thì có những người người ta uống thuốc sâu mà người ta không chết ta nói rằng là khi người ta chuẩn bị uống thuốc sâu người ta rất đau khổ và ta khóc cực kỳ nhiều quý vị hỏi những người mà tự tử đi họ khóc rất nhiều khi họ khóc xong rồi họ nghĩ rằng Kết liễu cuộc đời mới hết khổ Chỉ nghĩ như vậy thôi Là tự nhiên bên tay họ văng vẳng văng vẳng là Chết đi mới hết khổ Chết đi mới hết khổ Uống đi mới hết khổ Uống đi mới hết khổ Cái tâm niệm đó nó quân tập Thành hình luôn Và mình phải làm điều đó Nên mình mỗi ngày biết niệm Phật Rồi mình biết nghe Pháp là điều rất hay Để ý niệm xấu của mình được chuyển hóa Ý niệm xấu của mình được chuyển hóa vì nhớ cái này rất là quan trọng nha Khi mình nghe những câu chuyện mà về Niệm Phật cảm ứng hoặc những mặt tâm linh này Vì nghe rất là hay Để những, những đức đem tịnh độ để, mà nó nó mở rộng ra về những điểm này Cho quý vị khi mỗi ngày niệm Phật lễ Phật Từ trong gia đình quý vị rất hay Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể một câu chuyện về một người bạn Cùng tu với Hòa Thượng Tịnh Không Vị này rất thích về thần thông có nghĩa là ông nói Hòa Thượng Đình không ông có giảm pháp nhiều đi chăng nữa người ta vẫn nghi Tôi không giảng pháp Tôi học mặt tâm Để đạt được thần thông Thì ông này ông rất là quyết tâm Ông học thần thông Khi ông quyết tâm ông học thần thông vậy thì Một năm sau Có nghĩa là Ông học một năm sau Ông kể cho Hòa Thượng Tịnh Không nghe rằng Về bình minh là buổi sáng Gần sáng Thì Cảnh giới của quỷ đạo xuất hiện và khi buổi tối Khi mà khoảng 6 giờ Là cảnh giới Của ma quỷ hiện lên Cũng nhiều Nhiều hơn buổi sáng Và cái thời gian Mà cảnh giới của quỷ đạo xuất hiện nhiều nhất Là từ 10 giờ tối cho đến 2 giờ Là xuất hiện rất nhiều Nhộn nhịp vô cùng Cực kỳ nhiều luôn Thì khi ông kể cho đại lão và thượng tịnh Không nghe những câu chuyện như vậy có tưởng không về mà nói với thầy Lý Bính Nam. Thầy Lý Bính Nam nói rằng sai rồi. Học Phật mà như vậy là sai rồi. Học Phật mà để kết bạn với quỷ là sai rồi. Nghĩa là ông nói là một năm chờ ông dụng công, ông muốn đạt thành thông thì giống như bây giờ cảnh giới của ma quỷ với ông là bạn vậy đó. Cùng chơi chung với nhau luôn. Khi khi ông nói với Hòa thượng Tịnh không nghe, Hòa thượng không ngày kể cho thầy Lý Bính Nam nghe. Thầy Lý Bính Nam nói rằng học Phật mà như vậy là sai và tôi tỉnh không này nói rằng ngài cũng thấy ông này học sai. Vì sao? Vì ông mặt phù lên. Mặt ông là âm khí rất nặng, mắt ông là hoàng đen. Vì để ý nghe. Những người mắt hoàng đen, mặt mày thì nhớ nó nó bụng xịn. Nó giống như nó không có cái 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 dương khí sống nữa, giảm bớt tối đa. Và con người này âm khí cực kỳ nặng. quý vì đến gần họ nghe mùi rất hôi háp đó là gọi là phần âm đeo bám rất nhiều người này sẽ chết sớm. Thì qua tin không ngày kể về câu chuyện này ngày nói rằng là cái người huynh đệ học đạo này của ông chết sớm chết sớm vì sao? Vì ông học đạo mà ông mê đắm theo thần thông và ông khi có thần thông thì ông thường gần gũi cảnh giới của ma quỷ thấy là gần gũi đó quý vị có nói rằng là từ 10 giờ cho đến 2 giờ khuya, 10 giờ 10 giờ khuya, 10 giờ tối cho tới 2 giờ khuya là cảnh giới ma quỷ cực kỳ nhiều. Rất nhộn nhịp. Nên quý vị biết rằng là nhà mình mà dụng công tu để máy niệm Phật chiên xuống nhất là cái giờ 12 giờ khuya mình tu. Giờ đó không đơn giản chút nào. Thấy không? Nhưng quý vị phải nhớ kỹ là mình là người tin nhân quả, người niệm Phật thì tuyệt đối không có tâm sợ hãi Vì có tâm sợ hãi thì không giúp nó được Có tâm sợ hãi thì không giúp nó được Nhớ Mà cảnh giới của ma quỷ đó có khi cũng ông bà tổ tiên của mình luôn Nên từ nơi đó mà mình phải có tâm mạnh mẽ và gan dạ Niệm Phật là phải gan dạ Tuyệt đối không sợ ma Ngồi đây ai sợ ma đưa tay anh coi <laughs> Đạo Phật thì chúng ta hơi sợ sợ Nhưng mà mình nghe mình hiểu rồi từ từ Mình không có sợ nữa Có khi mà <laughs> 12 giờ khuya tu có khi Có câu kia có nói rằng Nghe ở phía sau Cửa cục 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 cục, cục quá <laughs> Niệm Phật mà còn sợ Nghe cái gì gió thổi Cửa đập phật phạch, phạch Cái gì cục cục Ông rất là nhiều người nhắn tin nói rõ ràng gì đó vậy vị Cái gì cục 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 Phía sau niệm vọng mà cứ cái giáo giác phía sao nhìn hoài Cái tâm niệm này quý vị khó độ được người ta lắm Nó là ma bắt coi mặt người ta Thấy đứa nào nhát nhát thì ma chọc hoài <laughs> Có nghĩa là cái cảnh giới của ma Ghẹo người thì giống như cái người mà còn sống vậy đó thấy ai mà nhắn nhắc cái hù người ta hoài đó. vì thấy ý có không thấy cái người còn sống với vị thấy có những người mà tự nhiên thấy ai nhắn nhắc cái hù người ta hoài cái dọ người ta chơi vậy đó dọ là cái ý thích của người ta đó 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 mà dọ người ta thành cái thói quen đó sau này chết là ma cũng ưa nhát người ta thấy chưa nó nó thì thấy mình nhát cái lợi nhát mình chơi vậy đó nhưng mà nhát mình mình không sợ thì người ta không đến nữa nhưng mà nhát mình mà mình sợ là người ta đến hoài giống như cái câu chuyện nãy như đức kể đó cái cô đó niệm Phật mà bây giờ Cô niệm Phật mà nửa đêm là bắt đầu là cảnh giới quỷ đạo đến Mà khi mà sáp lại gặn Cô niệm gian ra Mà suốt mấy đêm như vậy cuối cùng đi luôn Cô không sợ Lại kể cho bà Thượng không nghe Còn gặp mình mà gặp lỡ cho bà Mình tóc mình la làng mình chảy Vù 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 thôi, thôi, chịu thua có nghĩa là người này tu có công phu nên người ta lợi người ta khảo đạo khi cả cảnh giới quỷ đạo đó mà có khi cũng phật bồ tát thì hiện đến đó. Bồ Tát thì hiện đến để coi người này có thật sự có dụng công tu hay không đó. Như Đức nói gì cái chừng tối hôm nay người ta đến bây giờ Hiểu chưa Nên từ nơi đó vị bị biết rằng là coi thử coi người này có dụng công tu hay không Đó nên từ nơi đó có khi Phật Bồ Tát cũng thi hiện đó Mà cô này kiên định của niệm Phật Cuối cùng ta đi luôn đó. Nên mình nhớ kỹ là Quý vị tu hành niệm Phật mới bị bị sợ ma Là do bị nhát đó Vì vị nhớ là mình là người giúp người ta Mà mình sợ người ta làm sao giúp người ta nó, mà cái người mà thường sợ ma là cuối cuộc đời thường bị mê tại vì mình bị những cảnh giới đó người ta dẫn dắt mình để mình mê chứ làm sao nó thí dụ như bây giờ có những người già đi mà ta sợ hãi lo âu thường bị quân tập bị sợ hãi thì khi mới bị cuối cuộc đời mới bị ưa thấy những cảnh giới xuất hiện lạ thường xuất hiện liền tự nhiên người ta đang hộ niệm cho mình tự nhiên mình nói ở, ở bên ngoài có ai có ai người thân mình kìa kêu vô đây thì cái người mà người ta ngồi kế bên vị ta nhắc gì nè Đừng quan tâm đến niệm Phật đi Đừng quan tâm đến cứ niệm Phật đi Không có sao đâu Đừng lo cứ niệm Phật đi Không có sao đâu Mà người đó niệm Phật lên Cái là tự nhiên cảnh giới nó mất tiêu liền Nhớ kỹ nghe quý vị Cái này là cái rất là quan trọng Để mình quân tập hàng ngày nè Nếu như vì niệm Phật Mà bây giờ nửa đi 12 giờ Mà bị nghe cục 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 Là vì xanh mặt xanh mày Hoặc là còn là vì giờ đi dọc đường Mà chờ tối đó Mình, thấy mình nghe giống như ai đi theo mình vậy đó mình cứ ngoái ngoái mình nhìn một chút mình ngoái một chút mình tóc mình chạy luôn đó 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 cái người mà như vậy là thường là ma nó lợi nhát suốt tại vì mình nhát còn cái người mà gan dạ là ma không bao giờ dám nhát nên mình niệm phật quý vị phải bỏ lội đi cái tâm sợ ma vì sao vì đó là cái tâm nghĩ hiện cảnh là tâm nghĩ sự thành đó quý vị theo cái tâm mình giờ nghĩ phật đi đừng có sợ nữa nghe thì tức khắc dù ở nhà mình cũng không sợ nữa cứ lo niệm phật đi cái từ trường nhà bị sẽ ấm áp mà không bao giờ có những cảnh giới đó đến nhát quý vị đâu. Nên đừng có sợ nữa nghe, cố gắng niệm Phật nha quý vị. À, chúc quý vị an lạc, a di đà Phật. Ừ. ai di đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. a di đà Phật.